cánh lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một bầy con sinh. Trông này, trông làm gì vậy? Tự nhiên đi vô nhà mình mà tự nhiên làm gì bịt khẩu trang rồi? Lén là lén lút à? Y như là ăn trộm nha, làm cho vợ hết hồn à? Gì vậy? Ông này chồng tôi với bộ ông bồ nhí tôi mình ngoại tình hay gì tự nhiên cái làm gì lén la lén lút xịt vậy ba? Gì hả? Anh làm gì không hiểu gì luôn á. Nhà nội này bữa nay là bày cái trò gì đây? Làm ninja hả? Thôi khùng hả? Đi nắng về rồi bị sản hay gì? Không có, nói nhỏ nhỏ thôi. Hàng xóm nghe á, ta lại ta đốt nhà mình. Anh làm gì mà để hàng xóm qua đây đốt nhà mình? Kinh khủng lắm. Ê, ông đừng nói với tôi là sáng giờ ông đi gây chuyện với người ta nha. Trời ơi, hành động lén la lén lút. Nè, đừng có nói là gây án gì nha. Em coi cái này à. Cái gì vậy? Móc cái gì ở trong đó vậy? Để tối sâu nha lắm. Làm gì đó đụng lấy giấy số thôi, lấy giấy số. Nó đụng đến niềm kiêu hãnh của anh rồi nè. Niềm kiêu hãnh của anh? Nói gì vậy? Hết hồn hả? Em nghĩ gì vậy? Ai biết đâu. Em à, đây nè. Trời ơi, biết nhiêu tiền không? 6 tỷ. Sáu tỷ lận á hả? Chồng ơi, cái chữ tỷ là đời em chưa bao giờ tưởng tượng ra được luôn á. Em tưởng tượng đi, nó quan trọng là chín số không. Mà tim quá. Chồng, bây giờ 6 tỷ là vợ chồng mình đổi đời chắc luôn rồi đó. Đúng chồng. Đúng rồi, đổi đời. Bây giờ để anh lấy cây kéo của mình đâu rồi? Cây kéo nhà mình đâu rồi? Cây kéo làm gì? Cây kéo đâu? Cắt ra cho em coi. Cắt cẩn thận nha anh, coi chừng chúng cái thứ không cần cắt á. Em cắt đi. Anh nói nhẹ tay quá. Anh trung tay quá. Nhẹ nhàng thôi em. Em rất là nhẹ mà. Em à. Trời ơi, thôi để đó y chang cho anh ha. Ha, giữ nguyên hiện trường nha. Nha. Khoan đụng đến đi. Chóng mặt quá. Bây giờ. Cái này. Trước mắt là bây giờ mình làm gì? Là hứng thú hết. Nhưng mà để từ mình mua cái mới mà tính thôi mà, tính. Tính thì phải hành động luôn để tính chứ. Mẹ mình quạ quá. Hả? Tính từ thôi. Em là vậy đó, tính cái gì là làm luôn. Nè, bây giờ mình tính ha. Thì riêng anh ha, nè. Anh xưa đặt mai cho anh khoảng 20 bộ vest tông. Ôi, gì vậy? Cưới vợ hả? Hả? Bộ tính tái hôn với ai hay gì? Cái hôn gì? Mấy vest tông chi, 20 bộ làm chi? Cho đẹp, cho lịch lãm lên. Mặc trong dịp gì? Vest tông người ta chỉ mặc đi đám cưới thôi. Hoặc là người ta mặc trong cái dịp là mình kết hôn, mình làm chú rể thì mình mới mặc vest tông. Tự nhiên cái mai 20 bộ vest tông. Trời ơi, anh tính lấy vợ hả? Tính lấy thêm 20 đời vợ nữa hay gì? 20 đời vợ gì nè. Em nhớ bộ đồ anh không nè. Em cho anh mặc cái mũ đen xì tay này, tay ông. Không, người không ra người, ngộm không ra ngộm. À, đó. Không, đàn ông mấy. Mà đi mỗi lần đi vô bia ôm á là mấy nhỏ. Cái gì? Hả? Hả? Anh mới nói gì? Đi vô chỗ uống bia.
Út Bí á. Nghe có chữ ôm á. Không phải ôm, anh ôm bạn anh. Anh hay ôm nó lắm. BD hay gì? Ừ, đó, bạn thân mà. Ha. Bạn thân tính giờ gọn nha, nói chung là hưởng thụ mình phải tính chuyện hưởng thụ đi. Được rồi, nhưng mà thôi cái chuyện vest tông em không có duyệt, tại em thấy nó không có thiết thực. Tại đàn ông á càng đơn giản, càng giản dị vậy nè, nó mới càng hay. Thấy không? Mình phải thần thái bên trong chứ, tự nhiên mặc vest tông lên người, trời ơi, anh biết khí hậu bên mình rồi đó, nó nóng mà tự nhiên mặc vest tông vô rồi đi rồi mồ hôi một cái anh nhễ nhại chảy rồi hả? Nó bốc mùi nữa. Rồi, anh tính chuyện hưởng thụ của anh sao? Đây đây, em thấy nè, vậy là thiết thực nè. Ví dụ gì? Như là em là thiết thực nè. Làm gì? Mở spa. Mở spa. Thấy không? Vừa kinh doanh mà em vừa làm đẹp luôn. Kinh đó, em sẽ nhập tất cả những máy móc trang thiết bị hiện đại bậc nhất trên toàn thế giới về cái tiệm spa của mình. Đó, cái mỗi ngày nha, sáng là em căng da nè, đó, trưa là em đắp mặt nạ nè, đó, xong rồi chiều là em massage đầu ha, rồi tối là massage body. Đó, cái ngày nào cũng vậy. Trời ơi, em sẽ ngày càng đẹp, đẹp như hoa hậu luôn á. Đẹp thì nó đẹp luôn. Anh có một cái người vợ đẹp, trời ơi, anh tha hồn hãnh diện luôn á. Cái này nó có cái gì nó cấn cấn ở đây nè. Cấn gì cấn? Thì... hay quá, tính hay quá. Bà nghĩ gì vậy? Hả? Bà muốn làm đẹp làm gì? Làm đẹp để cho anh hãnh diện. Bây giờ chưa đẹp hay sao? Trời ơi, bà đẹp biết cái sớm này rồi đó. Nhưng mà phải đẹp nữa. Phải đẹp vừa giờ là đang cái tầm khu phố. Là bây giờ là mình sờ ba xong là em vươn ra tầm quận. Rồi vươn tiếp ra tầm thành phố. Thôi dạy xong đi. Rồi vươn lên quốc gia. Rồi vươn ra quốc tế. Thôi, vươn thì... ra hành tinh. Vươn lên vũ trụ luôn. Bà muốn đi xa, thật là xa để bà rời xa tôi chứ. Đâu có anh... Đó, bà nói rõ ràng. Không là... anh bậy, em tính cho anh luôn rồi. Tính sao? Anh là luôn lẻo đẻo đi theo em. À, ừ, đó, đó, là để em... làm gì? Thì đó, phụ em. Cần cái gì là anh phụ cái đó. Giống như là người ở rồi đó. Sao người ở? Người ở đâu có được ngủ với chủ, anh nghĩ sao vậy? Anh là vẫn được ngủ với em nè. Mà coi như vẫn có tiền, em vẫn nuôi. Người ở cấp cao, giống như trai bao rồi đó hả? Trời, anh nghĩ sao cỡ anh mà đòi làm trai bao? Ý của bà thì chứ. Bà đã bao tôi rồi, bao trai này rồi thì bà sẽ lấy tiền mà đi bao trai khác bên ngoài được. Hả? Bảo đảm luôn. Không có. Tiền nhiều như vậy á, là bây giờ mình làm gì? Tôi nói thiệt với bà là mình chỉ có mở quán nhậu. Nhậu? Nhậu làm gì? Trời, không thấy hả? Cái nước mình á là lúc nào cũng tiêu thụ bia là dữ nhất thế giới luôn. Đó thì bây giờ phải kinh doanh quán nhậu bia. Còn bà hả, bà muốn vậy á là hả, bà đòi lấy chồng hai bảo đảm luôn. Ủa vậy hả? Còn gì nữa? Ông tính kinh doanh quán nhậu bia rồi ông tính làm bia ôm luôn hay gì? Trời ơi, trời chắc trời chắn luôn trên mặt ông á. Trời mở quán nhậu thì chắc chắn là phải trời tuyển tiếp viên rồi ha. Bà nói làm như là đúng rồi vậy. Đúng quá chứ còn đúng rồi cái gì nói nữa. Làm như là đúng thôi rồi. Ông đừng có xạo, tôi nhìn mặt ông tôi biết rồi. Xạo. Nè, tôi mở spa nha, là nó còn coi như là nó giúp ích cho phụ nữ nha. Nó vừa coi như là giúp ích cho cộng đồng mà nó vừa đẻ ra tiền nữa. Còn như cái vụ nhậu của ông hả, ông nhậu làm gì? Ông nhậu rồi ông gái hả? Rồi hả, rồi tối ngày coi như là bia bọt không, rồi xỉn, rồi gan, rồi bệnh sơ gan sơ ung thư này kia hả, nó nhào vô nó tấn công là coi như là lúc đó là chết nghe chưa? Chưa có gì, thôi là bà đã trù tôi chết rồi. Bà đã trù cho chồng bà chết. Bây giờ nói thiệt á, bà là muốn là có việc chồng hai, chồng ba, ông chồng bốn. Ông là muốn có gái để ôm nè, cho nên là ông mới đòi là hả, nào là mua vest tông, rồi nào là mở quán nhậu. Ông đừng có nói tôi là chỉ là làm đẹp để cho ông thôi, để cho cái mục đích chung thôi. Mục đích chung mà nào? Vậy? Mục đích chung nãy ông đập bàn. Tôi thấy là nãy giờ mục đích riêng rồi đó. Sao ông không nghĩ là những cái ngày tháng ông thất nghiệp rồi tôi nuôi ông? Thôi ba mẹ ơi, đừng có cãi nhau nữa. Cãi nhau là không có tốt đâu. Đúng rồi, ba mẹ tin con. Mẹ biết rồi. Cái này là đang tranh luận thôi con, không có đang gì nói đâu. Nói chuyện thôi con. Bây giờ con ra nè, đó. Rồi hỏi đi. Bây giờ mình có tiền nhiều quá mà, tiền nhiều làm gì con? Ba có tiền nhiều lắm hả? Vậy ba mua đồ chơi cho con đi. Ba sẽ mua đồ chơi cho con, tiền ba có mà. Thấy không, ngay cả đứa con nít nó cũng có cái lý tưởng riêng của nó. Chứ còn gì nữa? Thấy không? Thì thành ra ai cũng có lý tưởng riêng hết. Thì quan trọng bây giờ là lý tưởng của ai phù hợp. Đúng rồi, lý tưởng của ai phù hợp. Con chơi cái này được không? Chơi cái gì chơi đại đi, nói nhiều quá. Đó, bây giờ lý tưởng của tôi rất là phù hợp. Tại sao? Tôi mở spa là cái gì, làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho tất cả nhân loại. Còn anh mở quán nhậu hả? Anh hại người ta hả? Anh hại người ta sơ gan, ung thư gan. Ủa, cái bữa tiệc tùng ta mới cần một chút xíu men bia vô đây này nữa. Cái vấn đề đó, nói chung là tôi với em bất đồng quan điểm với nhau. Tôi quyết định với bà tôi ly dị. Tôi sợ ông ấy ly dị thì ly dị à? Để chia đôi nha. Cái gì chia đôi? Chia đôi hết. Giờ tôi tính cho gọn nha, ha. Dứt lý vậy cái nhà này bán đi ha. Chị cái đôi. Nhà này bán đi ha. Bà ra khách sạn mà ở ha. Tôi với con tôi đi mua nhà mới ở. Nhưng mà phải chia đôi tiền ha. Nhưng mà con là con của tôi, chia đôi con luôn. Sao chia đôi được? Chia đôi con là tức là chia đôi cái thời gian con ở. Thôi bây giờ nói rất là nhiều rồi. Thật ra
không có còn tình cũng còn nghĩa, nên tôi không có đòi phần hơn nữa đâu. Quyết định bán nhà chia đôi. Thôi ba mẹ ơi, ba mẹ đừng có cãi lộn nhau nữa. Con chia đôi rồi nè. Chia đôi cái gì? Chia đôi gì? Con chia đôi với số rồi. Đúng nè. Rồi tôi một phần nè. Đó, đó, đó nè. Phần nè đó. Phần nè.